bạn này thì có vẻ hơi thiên về suy luận, bạn này thì tưởng tượng ra để rồi ghi nhớ. Ai cũng có cái cách làm của mình, dĩ nhiên là cách làm của Giang sẽ mang tính mạo hiểm hơn. Loại và suy thì dĩ nhiên là cái còn lại nó chỉ có xác suất đúng thôi, chứ nó không có đúng 100%. Còn bên này thì nếu như trí nhớ em tốt thì cái khả năng đúng nó cao hơn. Nhưng mà để xem mọi chuyện như thế nào. Và cho tôi xem kết quả đầu tiên của hai bạn. Hai bạn đã chọn số 01. Cả hai bạn đều chọn cây quạt số 1. Đáp án của mình và Tuấn Phi trùng nhau. Như vậy là mình nghĩ rằng là cái xác suất mà cả hai đều đúng sẽ cao hơn. Thưa quý vị, đây là hình hài của cây quạt số 1. Hãy xem có giống với cây quạt của đề thi không. Luôn. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là bức ảnh gốc của cây quạt này. Xin mời. Quý vị nhìn thấy một bên là nhà trâu với thuyền, thì bên kia là sông với nước. Cái này nó phải tính về cái tính suy luận. Vì vậy cho nên sẽ có những lúc chúng ta sẽ suy luận sai, tại vì hai mảng quý vị thấy là hai cái gam màu khác nhau. Trước tiên chúng tôi mời quý vị hãy xem là bức tranh này được chia ra làm mấy mảnh cái đã. Wow, hai mảnh. Chỉ có hai mảnh mà thôi, mà người ta cắt ngay chính giữa. Quý vị thấy nó khó không? Không liên quan gì nhau. Cái sự liên kết giữa hai cái bức tranh trên với cả bức tranh dưới nhiều lúc ấy, là nó không có cái sự liên kết. Ở phía dưới là dòng sông, ở phía trên chỉ là những cái bức ảnh của mái nhà, có rất nhiều yếu tố gây nhiễu. Hiển thị số nào? Hãy xem đáp án của hai bạn. Giống nhau. 81. Nó không phải là ghép toàn bộ những quạt đấy thành một bức tranh, mà nó chỉ là những quạt đấy ở trong một bức tranh nào đấy thôi. Tôi không biết là họ dựa trên cái gì để họ tìm ra. Chúng ta hãy xem cây quạt số 81. Thưa quý vị, đây là diện mạo của bức 81. Ta sổ cây quạt tiếp theo. Hãy xem các bạn chọn số mấy. 67. Giống nhau rồi. Cả hai bạn đều chọn 67. Chúng ta lấy cây quạt số 67. Đây là diện mạo của nó. Chúng ta sổ đề. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Tôi thì tôi không thấy cây quạt, tôi chỉ canh vào thái độ của Dương Anh Vũ. Dương Anh Vũ vỗ tay là tôi biết đúng rồi. Anh ấy không giấu được niềm vui mừng. Vâng. Và hãy xem bức tranh gốc của cây quạt này. Đàn gà con. Và bây giờ là những mảnh ghép của nó. Hai mảnh. Cũng hai mảnh thôi quý vị. Cái duy nhất mà liên kết với nhau là con gà. Quý vị nhìn nha, cái bức ảnh bên phải là con gà ngang, mình còn hình dung ra được nó là con gà. Còn cái bức bên trái, con gà nó là con gà dọc, con gà quay lưng. Cho nên nếu như mà mình không để ý, mình sẽ không tưởng tượng được nó là con gà. Nếu mà chúng ta không có thể tư duy ra được cả một cái không gian của cái bức tranh đấy, dựa trên những cái tông màu sắc và sự vật mà thể hiện ở trên bức tranh đấy, thì cực kỳ khó để có thể chọn ra được. Và đáp án của hai bạn là
74. Yeah. Đều là 74. Thôi. Hãy xem đáp án của chương trình. Hoàn toàn chính xác. Và đây là trận cuối cùng. Quyết định đây. Wow. Cho tôi xem kết quả của hai bạn. Trùng nhau. Giống nhau. Wow. Cho xem hoạt. Thưa quý vị, đây là đáp án mà hai bạn chọn. Đó là cây quạt số 56. Chúng ta cùng xem đề. Hoàn toàn chính xác, thưa quý vị. Và chúng ta hãy xem cái bức tranh này được hình thành từ mấy cây quạt. Dĩ nhiên, một cái cây quạt này là một mảnh ghép trong nó. Mời chương trình cho chúng tôi xem bức tranh gốc. Vườn hồng. Chúng ta hãy xem đáp án của hai thí sinh để xem hai bạn nghĩ là cái bức tranh này được ghép từ bao nhiêu mảnh ghép. Ta cùng xem. Như vậy, cả hai tuyển thủ đã có sự lựa chọn khác nhau ở một trong tổng số 6 mảnh ghép. Đáp án số 16 và 93, đâu sẽ là con số may mắn? Tuyển thủ nào sẽ giành chiến thắng trong thử thách cuối cùng này? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Như vậy là khác nhau ở một cái là một người là 93, một người là 16. Wow, kịch tính. Ban đầu mình đã đề ra chiến thuật là sử dụng xác suất. Thế nên là khi mà đáp án của mình và Tuấn Phi khác nhau, lúc đấy mình đã tự đặt lại câu hỏi là liệu mình có sai hay không. Thưa quý vị, vì Tuấn Phi là người bấm sau, cho nên chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn cái đáp án của Tuấn Phi trước. Nếu như mà Tuấn Phi đúng thì thôi, còn nếu như Tuấn Phi không đúng thì chúng ta hãy xem là cái đáp án của cái người bấm thời gian trước có đúng hay không. Chúng ta sẽ lấy quạt theo đáp án của Tuấn Phi trước ạ. Thưa quý vị, hãy cùng xem 6 mảnh ghép được tách ra bởi bức tranh này. Chúng ta cùng xem nhé. Đầu tiên, 28, 48, bức 89, 61 và 93. Bức tranh số 93, màu sắc của bông hoa, màu sắc của những chiếc lá, nó khá là tương đồng và nằm ở vị trí mình cho rằng là cũng rất hợp lý nếu mà ở trong bức tranh. Thế nên là lúc đấy mình có hơi băn khoăn về đáp án số 16 của mình. Cái điểm tương đồng so với những cây quạt họa tiết còn lại nó không có, và dường như nó dính rất ít. Bức 93 là bức khác với đáp án của Đức Giang. Đức Giang chọn số 16, tôi để ngoài này để phân biệt. Chúng ta hãy xem là đề bài có những cái mảnh ghép này trên bức tranh đó hay không. Cho chúng tôi hiển thị số. Có 28. Có 48. Có 61.
có luôn 89 thưa quý vị là bức này. Mừng Đức Giang. Wow. Mời tổ trợ lý cho chúng tôi cây quạt số 16. Với mình khó nhất là cây quạt số 16, bởi vì bản thân những cái tường vách ngăn của bông hoa hồng với cả con đường đã bị cắt trong lúc làm đề rồi, nên là toàn bộ cái phần diện tích đấy mình không được nhìn thấy. Cái mà có thể suy luận được là sử dụng liên kết dọc ở bức tranh phía trên đó biểu thị là một cái cổng chào. Thưa quý vị, và hãy cùng xem. Hoàn toàn chính xác. Cái bức mà khác là cái bức 93 đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, hãy nhìn đi. Chỉ vì không suy luận được cái lối đi thôi mà quý vị nhìn đi, cái màu sắc của bức 93 mà Tuấn Phi chọn nó có giống hầu như y chang với cái bức này không? Quý vị thấy đi, hầu như là mình tưởng nó là một bức tranh đúng không ạ? Nhưng rõ ràng suy luận thiếu cái lối đi này, thật sự phải nói là quá khủng khiếp. Phương án bức tranh mà Tuấn Phi lựa chọn cũng là hoa hồng, nhưng mà lại là hoa hồng ở trên tường. Tất nhiên là khi mà mở cánh quạt ra thì chúng ta mới có thể nhận diện được như vậy. Còn khi mà gập cái cánh quạt vào thì các bạn ấy chỉ có thể là nhận diện ra được là có những cái mảng màu hồng có thể thể hiện là bông hoa. Tại sao em biết là có cái lối đi ở chỗ đó? Cái này thì em dựa vào liên kết ngang và liên kết dọc, tức là có thể nhìn thấy cái phần bông hoa ở phía bên này. Bên này là bên nào? Em phải chỉ bức mấy chứ anh biết bên nào. Cái này anh có thể dựa vào hai bức là bức 89 và bức 48 để anh suy ra. Bản thân bức 48 ở phía trên nó là một cái cổng, thì anh có thể hình dung suy luận phía dưới nó sẽ là một cái đường ở dưới cái cổng đấy. Còn bên phía 89 nó là một cái bụi hoa. Bản thân em đặt cái 89 và 61 em xác định là được ở hai góc rồi, mà em xác định ngay từ đầu là cái bức tranh này có 6 mảnh, thế nên là em sẽ tìm được bức 16 nằm ở giữa hai cái đường 61 và 89 đó. Đường vào tim em mua băng giá mà bạn ấy cũng tìm được, khủng khiếp thật. Và tại vì những cái bức tranh này là còn bị mất thêm một cái khoảng tròn ở phía dưới nữa, quý vị nhìn thấy, cho nên là cái bức tranh này nó không thực sự là nó đầy đủ cả cái bức tranh khi mà ghép lại cả 6 cái quạt đâu. Còn một điều nữa là khi mà gấp lại cái diện tích bức tranh nó không có phẳng, cho nên đôi khi nó bị khuất cái tầm nhìn. Giang, em chọn đúng cái nghề rồi đó. Cái nghề chứng khoán là cái nghề cần phán đoán tốt, cần liều lĩnh. Giang, mai anh nghe em kết bạn Facebook ngay lập tức, anh có một số điều cần thỉnh giáo. Vì phải nói là em chọn cũng rất là thông minh. Tại vì nhìn cái bức tranh đó, rõ ràng nó thuộc cái dòng họ của khu vực này. Chỉ có cái vấn đề là mình không suy luận ra được cái không gian của cái đường đi ngay đó. Thôi không ai nghĩ, quý vị thấy không? Rõ ràng chẳng ai nghĩ tới nó hoa. Tự nhiên đâu lòi ra cái đường đi bằng đá. Thưa quý vị, phải nói năm nay tôi cực kỳ ấn tượng với phần thi của Đức Giang. Đức Giang làm cho tôi mở rộng tầm nhìn ở rất nhiều những bộ môn mà dường như không biết lý giải là cái khả năng của bạn nó thuộc về cái phạm trù nào. Tôi tự hỏi là cái giới hạn của bạn nó nằm ở đâu. Trong cuộc sống hầu như là những cái gì nó liên quan đến không gian, liên quan đến định lượng là bạn đều có thể cân được. Cái này gọi là kỹ năng nằm trong tài năng. Dạ vâng. Nhưng thưa quý vị, ngày hôm nay Tuấn Phi cũng thể hiện được cho chúng ta thấy được cái khả năng về trí nhớ ngắn hạn của bạn ấy, khả năng về tưởng tượng ra không gian. Thật sự chỉ là một cái chi tiết mà hầu như chi tiết đó là nó giống hoàn toàn với những cái còn lại. Nên một tràng pháo tay cho sự trở lại cũng đầy ngoạn mục của Tuấn Phi thưa quý vị. Thật sự khâm phục. Em có chia sẻ gì sau phần thi đấu này không? Đầu tiên là chúc mừng bạn Giang đã rất xuất sắc hoàn thành phần thi. Và với năng lực của bạn Giang thì em tin rằng bạn là người số 1 ở Việt Nam về tư duy không gian. Cảm ơn. Vâng, xin mời giám khảo Trần Thành Nam, anh có chia sẻ gì về hai bạn không ạ? Siêu trí tuệ không chỉ thể hiện ở cái năng lực phi thường của các bạn, mà còn thể hiện ở những cái khả năng mà giải quyết cái vấn đề, những cái tình huống luôn luôn mới hoặc là biến đổi, mà các bạn tìm ra được một cái phương pháp tối ưu nhất nữa. Thì ngoài cái năng lực phi thường còn có cả chiến thuật cũng phi thường, và điều đấy đã làm nên chiến thắng của Đức Giang ngày hôm nay. Chúc mừng em, và cũng chúc mừng Tuấn Phi với sự trở lại rất là ngoạn mục. Cảm ơn anh ạ. Vâng, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai đấu thủ thưa quý vị, Tuấn Phi
và Đức Giang với sự chiến thắng của Đức Giang. Và cũng muốn những vị giám khảo chia sẻ thêm về những cảm xúc của mình dành cho tiết mục vừa rồi. Xin mời anh Sâm ạ. Khi mà xem thì tôi có nhiều cái tôi hỏi anh Dương Anh Vũ là tại sao lại có thể như thế. Thì anh Dương Anh Vũ giải thích thì tôi nghe gật gù đấy. Nhưng mà làm sao mình vẫn không thể hiểu được tại sao nó lại như vậy. Thì mới thấy rằng là thật là kỳ diệu. Bản thân cái cấu trúc bộ não của con người cũng kỳ diệu. Bản thân cái lối sống của con người cũng kỳ diệu. Và bản thân số phận của mỗi con người nó cũng kỳ diệu làm sao. Cảm ơn các cháu đã mang đến những cảm xúc tuyệt vời trong cái chương trình này. Cái khả năng tư duy về không gian em tốt như vậy, tại sao em không theo kiến trúc sư? Là một cái ngành mà anh nghĩ là nó vừa đúng với cái khả năng của em mà vừa kiếm được nhiều tiền. Thực ra thì như em chia sẻ ở trước là nếu mà em không đến chương trình ngày hôm nay thì em cũng không phát hiện ra mình có khả năng. Và bản thân cái công việc hiện tại của em là lựa chọn là vì đam mê. Còn cái khả năng này em tiếc là em nhận ra nó quá muộn. Ok. Phi, em có nghĩ là sau này em sẽ làm gì không? Dạ, hiện tại thì em đang quan tâm đến chứng khoán. Chắc hai anh em đằng sau hậu trường cũng có bàn bàn nhau rồi. Những cái người có khả năng tư duy về không gian cuối cùng chọn chứng khoán. Cũng liên quan đấy chứ. Trước sau đi, em có suy nghĩ gì về hai người này không? Trước hết là anh rất là vinh dự ngày hôm nay được đến đây để xem các em thi ở đây. Mà không chỉ được chứng kiến cái cách chơi của bọn em mà còn được chứng kiến những cái thử thách mà bọn em đưa ra trực tiếp trên sân khấu này dành cho nhau. Biết chơi không phải một chuyện mà cách bọn em chơi nó mới là cái mà làm nên các em ngày hôm nay. Và thực sự là ngày hôm nay anh bị thuyết phục bởi những con người như các em. Cảm ơn Chesati. Rất là cảm ơn sự chia sẻ của quý vị giám khảo. Thưa quý vị, ở đây vô tình hồi nãy các bạn từ chối ghi nhớ 100 cái cây quạt này làm tôi nhớ đến cái khả năng của một thí sinh trong top 6 của siêu trí tuệ Việt Nam mùa 1. Bạn là một siêu trí nhớ và tôi tin chắc là quý vị rất nhiều người yêu thích cái nhân vật này. Ngày hôm nay bạn từ chối trở lại với chương trình, bạn lại nhận lời ngồi bên dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ cho các thí sinh của chúng tôi. Và chúng tôi mời cái nhân vật đó lên đây để giao lưu để quý vị có thể nhớ lại cái kỷ niệm của năm xưa. Thưa quý vị, đó là Mai Tường Vân, xin chào đón. Chào em. Long time no see, lâu quá mới gặp lại. Bữa nay đẹp ra nhiều hay sao, lạ quá vậy? Tại vì em được gặp lại anh Trấn Thành, ban giám khảo và quý vị khán giả cho nên là hào hứng như này là chắc nhìn tươi hơn đấy anh. Một năm qua em làm gì đi đâu hả? Tình trạng hôn nhân sao rồi? Dạ, có vui vẻ gì không? Sao lúc nào khá đẹp quá vậy? Một năm qua thì em có xuất bản cuốn sách giải mã siêu trí nhớ của em. Em có mang đến trường quay ngày hôm nay. Người ta là tác giả của sách rồi. Anh có cuốn này rồi, có ai tặng cho anh một cuốn rồi. Ở đây thì có anh Thành Nam và anh Danh Anh Vũ. Hai anh đã thẩm định cuốn sách và viết lời giới thiệu cho cuốn sách. Cho nên là ngay khi xuất bản thì em đã gửi tới hai anh. Và hôm nay thì có dịp được gặp lại chú Sâm và giám khảo khách mời. Nên là em tặng chú và anh ở đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Phải chi nãy mang dư hai cuốn tặng hai đứa nhỏ nữa đỡ. Dạ, có tặng rồi ạ. À, ở trong hậu trường tặng rồi ha. Dễ thương quá. Nãy em có quan sát phần thi vừa rồi không? À, dạ có ạ. Em thấy sao về khả năng của hai bạn? Hai bạn đều là những thí sinh rất là xuất sắc ạ. Nói chung là em xem thì em cũng rất là hồi hộp. Hồi nãy người ta bỏ luôn cái phần ghi nhớ. Đáng lẽ đó là sở trường của em coi em có bực mình không? Tại vì là em biết là các bạn ấy đã áng chừng cái khả năng của các bạn rồi. Ừ. Nhưng nếu hồi nãy cho em vô cái thử thách này em có làm được không? Cái này thì tại vì là trước khi mỗi thử thách thì em cần phải xem xét dùng cái chiến thuật gì. Thì em cũng không có đảm bảo chắc chắn là sẽ hoàn thành 100% chính xác. Nhưng mà em nghĩ là có thể. Có thể đúng không? Còn nếu mà được dùng cái khả năng ghi nhớ thì nó sẽ chắc chắn hơn. Ok. Nên là cũng hơi tiếc nếu mà Tuấn Phi không sử dụng ha. Nhưng cho anh hỏi là tại sao năm nay không trở lại? Thực ra năm nay để mà xuất bản cuốn sách giải mã siêu trí nhớ thì em rất là bận. Cho nên là không có thời gian để ôn luyện đúng không? Thay vì là tham gia thi đấu thì em sẽ chia sẻ tất cả những cái phương pháp mà em đã học được, đúc rút kinh nghiệm để chia sẻ với tất cả mọi người. Cũng tốt, mỗi người đều có những cái chí hướng của mình. Dù cho không trở lại nhưng mà ngày hôm nay bạn mang đến cho chúng ta một cái sự chia sẻ, một cái cuốn sách mà bạn đã trải nghiệm được bằng cái thực tế của bạn, thì tôi nghĩ ra đó cũng là cái điều tốt. Một lần nữa cảm ơn
Đức Giang. Cảm ơn Tuấn Phi và Mai Tường Vân, những siêu trí tuệ Việt Nam thưa quý vị. Một tràng pháo tay nồng nhiệt. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse, cuộc chiến thượng lưu, độc quyền trên Vion.